Indonesia ấn tượng về hành trình vô địch Đông Nam Á của U23 Việt Nam. Dù thất vọng khi đội nhà thua U23 Việt Nam ở chung kết nhưng báo giới Indonesia vẫn dành lời khen cho hành trình ấn tượng bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch giải U23 Đông Nam Á sau khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia ở trận chung kết giải năm nay. Ở trận này, đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng trên chấm phạt đền với tỷ số 6-5, hai đội hòa 0-0 trong hai hiệp chính và phụ. Theo nhận định của tờ SUA, Indonesia, dù thất vọng nhưng ở một khía cạnh nào đó. Hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay thật phi thường, thậm chí khó có đội tuyển nào ở đấu trường này có thể sánh bằng. U23 Việt Nam bắt đầu giải đấu với các cuộc đối đầu với U23 Philippines và U23 Lào ở bảng C và họ tỏ ra vượt trội. U23 Việt Nam có được 6 điểm, chỉ để thủng lưới một bàn và ghi 5 bàn, thắng U23 Lào 4-1 và U23 Philippines 1-0. Bước vào bán kết, U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia. Một lần nữa, trong cuộc đối đầu với U23 Malaysia, U23 Việt Nam thực sự mạnh hơn. Họ thắng đậm đội tuyển này với tỷ số 4-1, tờ SUA viết. Theo báo giới Indonesia, ở trận chung kết, bất chấp những khó khăn trước đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Nhưng tinh thần của U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn rất nhiều và thể hiện bản lĩnh ở loạt đá luân lưu để giành chiến thắng chung cuộc. Ở giải đấu này, U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình để giành chức vô địch khi ghi được 9 bàn, thủng lưới 2 bàn. Đội duy nhất tiến gần đến thành tích vẻ vang đó chính là U23 Thái Lan. Ở bảng A, có 4 đội, U23 Thái Lan giành điểm tuyệt đối, 9 điểm, không thủng lưới và ghi được 8 bàn thắng. Đáng tiếc là ở trận bán kết, U23 Thái Lan đã bị đội tuyển U23 Indonesia đánh bại với tỷ số 3-1. Như vậy họ đã thủng lưới 3 bàn và ghi 9 bàn ở giải này. Ngoài ra, trước U23 Malaysia ở trận tranh hạng 3, U23 Thái Lan cũng không ghi được bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức. Ở giải đấu này, nhiều cầu thủ của U23 Việt Nam cũng gây ấn tượng, trong đó Đinh Xuân Tiến đoạt giải vua phá lưới với 3 bàn thắng cùng với Alip Ismailian, U23 Malaysia, còn Quang Văn Chuẩn đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất, theo tờ SUA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.